Đức Thế Tôn dạy về năm cái chướng ngại hành thiền, đó gọi là năm cái triền cái, ngũ triền cái. Nếu tâm của mình mà nổi sân thì nội tâm của mình nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Dễ thấy là gương mặt của một người nổi sân là màu đỏ ha. Khi mà tâm mình đầy lòng tham thì nó là màu cam vàng. Tâm mình mà có nghi ngờ thì nó chuyển sang màu xanh ngọc. Nếu mà tâm mình nó đầy thủy miên hôn trầm thì màu xanh lá cây. Nếu mà tâm mình nó trạo cử hối quá thì nó là màu tím. Hơn 75% cơ thể mình là nước. Cho nên hễ mà một năng lượng nào ở trong cơ thể mình nó xuất hiện là nước nó thay đổi màu. Tâm của một con người ở cạnh mình cũng vậy. Nếu mình nóng nảy với họ thì tâm họ sẽ thành nước sôi, họ đốt mình. Nếu mình lơ là, vô vị với họ thì tâm của họ sẽ thành nước đá, không có cảm xúc với mình. Nếu mình bỏ muối vào tâm của họ, mình sát muối vào tâm họ thì họ sẽ mặn chát với mình. Nếu mà mình bỏ giấm vào tâm của họ, mình chanh chua với họ thì họ sẽ chua lẹ với mình. Nếu mà mình ngọt ngào từ ái với họ thì họ sẽ trở thành nước đường ngọt ngào cho mình. Cho nên nếu muốn thế giới bên ngoài nó như thế nào đó thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách mà mình đối xử với những thứ đó. Những thứ bên ngoài nó đến với mình đó, thì đó nó chưa chắc là nghiệp hay phước, nhưng mà cách của mình đối xử với nó là nó tạo ra phước hay nghiệp. Và mình có thể tạo ra cái thế giới mình muốn. Khi và chỉ khi mình có thể hoàn toàn chủ động tạo cái thế giới mà mình muốn ở trong nội tâm của mình. Vì nội tâm của mình cũng là nước, nó trung tính và nó trong suốt. Cái cách mà mình hiện diện có mặt, cái phẩm chất nội tâm của mình lúc này á, nếu mà tâm bình lặng thì đó là màu xanh nước biển. Còn khi nó nổi tham, sân, trào cử, hôn trầm và nghi thì nó chuyển qua những cái dạng năng lượng của ngũ triền cái. Và nếu như mình sống với ngũ triền cái á, thì cái năng lượng của những người xung quanh mình, nước tâm của họ cũng thay đổi rất là tiêu cực. Vì vậy tu thiền là cách tốt nhất để mà mình sống bên cạnh người mình thương. Và đó là món quà đẹp nhất mình có thể hiến tặng. Họ có bên cạnh hay không cũng cần biết, nhưng mà chắc chắn mình nhận cái món quà đó trước. Vì tâm mình là một năng lượng rất khủng khiếp. Nó có thể thưởng cho mình cái hạnh phúc bất tận của kiếp người. A Di Đà Phật.